Đã quay trở lại với kênh truyền thông Tiên Phú Audio. Mình thưa các bác, thì hôm nay chúng em tiếp tục giới thiệu với các bác một combo siêu VIP đẳng cấp dành cho phân khúc karaoke gia đình đó nhé. Và trước mặt các bác đây thì em đã bày sẵn rồi đây. Chúng ta đang có những cái dòng loa của DB, đẩy NA, vang của Jaguar đó và mic của Bayer. Đó, có thể thấy đây em ghép đều là những cái sản phẩm cao cấp đẳng cấp đấy để ghép lên một cái combo dành cho anh em nào chuyên sâu đam mê hát karaoke với chất lượng cao các bác nhé. Đó, thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về từng món trong cái gói combo này. Đầu tiên thì em đang ghép cho các bác một mẫu loa DB Acoustic các bác nhé. Đây là mẫu loa thuộc dòng phân khúc cao cấp của DB. Đấy, có mã model là FOR 12. Đấy, FOR 12 nhé, được trang bị là bass 30. Đấy, bass chép là của Vital. Thực sự là cái dòng loa này nó rất là đẳng cấp. Đó là dòng loa thuộc phân khúc cao cấp. Đó. Còn anh em mà muốn xem chi tiết review đôi loa này thì có thể là tìm trên kênh Tuyên Phú Audio chúng em. Các bác có thể ghi ra là DB Acoustic FOR 12 thì nó sẽ ra cái dòng loa này, và em đã làm video review chi tiết của bác, của chép đầy đủ hết cho các bác rồi. Đó. Đây là dòng loa phân khúc cao cấp các nhá. Tiếng nó rất là hay, nảy, sáng và tròn trịa. Đấy, không vỡ. Thì đó là cái chất âm mà DB nó mang lại cho chúng ta. Đấy. Với sự trải nghiệm cũng như là cảm nhận chất âm rất là tuyệt vời. Đó, và thiết kế thì nó cũng rất là đẹp. Đấy, cái dòng loa này thiết kế cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đó. Rồi bên này thì chúng ta sẽ nói đến bộ xử lý tín hiệu âm thanh. Và thưa các bác rằng là cái bộ này thì nó chưa có súp. Đấy, em sẽ tính tiền đây là chỉ có loa, đẩy, vang và mic thôi. Còn siêu trầm thì em đặt đây để kê lên nhìn cho nó hài hòa một chút thôi. Còn anh em nào muốn lấy siêu trầm thì bên em có rất là nhiều loại siêu trầm, anh em có thể cộng thêm siêu trầm vào giúp em các bác nhé. Còn đây thì em sẽ không tính siêu trầm trong cái combo này. Đó. Và để mà đánh được căng hay sâu sáng cho cái đôi loa này thì em sử dụng con đẩy NA. Đó, và em đã chất lọc rất là nhiều đẩy đó để mà chọn ra được cái con đẩy nó phù hợp với đôi loa. Thì bên em đang ghép được, chọn được một chiếc đẩy của NA của mã là DB2800. Đó, với công suất đẩy là 800W cho một cây, 800W một cây. Thật sự là để mà kéo đôi loa này thì phải nó quá là căng luôn. Và nếu như sau này các bác có muốn nâng cấp thêm một đôi loa nữa thì các bác cũng không cần phải nâng cấp đẩy, để chỉ cần duy nhất một con NA800 này nó đánh bao căng. Đấy, bao căng hai đôi loa 30 các bác nhá. Đấy. Ở 8 ôm con này nó sẽ là 800W, còn ở 4 ôm thì nó sẽ lên 1200W. Đấy, 4 ôm lên 1200 cơ. Nên là để mà kéo cái cục đẩy này thì nó quá là nhàn, đúng không? Kéo đôi loa này quá là nhàn. Đó. Và tiếp theo thì em sử dụng một chiếc vang cao cấp. Đấy, một chiếc vang cao cấp như các bác nhé. Vang này là vang Jaguar, mã là S850A. Thì cái dòng loa này thì đã được sản xuất đấy tại Hàn Quốc. Đó. Và sử dụng tất cả linh kiện của Hàn Quốc, và duy nhất là có dùng một con chip của Mỹ thôi. Đấy, nên là cái chất âm của con này nó rất là hay. Đó, linh kiện cao cấp. Đó, và giá thành thì nó cũng không hề rẻ. Và xíu nữa sẽ báo từng món cho các bác. Đấy. Và con này thì được cái là chất âm của nó rất là ngọt, mịn, echo hay và trùng hú cực kỳ tốt. Đấy, con này trùng hú nó lên tới 80-90%. Đấy, trùng hú 80-90%. Trong khi đó là khi mà các bác kích hoạt trùng hú thì nó không bị méo tiếng như ở trên những cái dòng vang thông thường. Đó. Và rất là đặc biệt ở trên con vang này. Đấy, sản xuất tại Hàn Quốc thì chúng ta không thể chê được rồi. Về cái độ tinh tế cũng như là độ chi tiết linh kiện và chất âm. Đó. Và để sử dụng cho cái tiếng mic nó hay. Đấy, bởi vì chúng ta đã dùng loa cao cấp này, đẩy cao cấp, vang cao cấp thì bắt buộc mic cũng phải là cao cấp. Đấy, để khi mà chúng ta hát nó sẽ không bị vỡ tiếng khi hát ở giải cao các bác nhé. Thì đây là em sử dụng mic Bayer 780. Đấy, vỉ tím các bác nhé. Và đời mic này là đời da cá. Đời da cá các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn, đúng không ạ? Và thưa các bác, đây là dòng mic bãi, có nhìn nó như là mới luôn.
đấy, mới cho đến 99% cực kỳ mới của mình này đấy. Và tổng thể combo này thì nó sẽ có là loa, đẩy, vang và mic và toàn đồ cao cấp thôi. Và em xin báo giá từng thiết bị ạ. Loa hiện tại bên em đang bán là 15 triệu đấy, nếu như em mua rồi 15 triệu là bao ship cho anh em nhé. Đấy, cục đẩy là 5 triệu 500, 5 triệu 500 thì tổng là loa đẩy là 20 triệu 500, vang 5 triệu 500, con vang này bằng tiền con đẩy luôn các bác nhé, vang bằng tiền đẩy luôn đấy, thì VG là 26 triệu, 26 triệu cộng bộ mic 2 triệu 600 nghìn, là 28 triệu 600, bao ship cho anh em đấy, 28 triệu 600 bao ship cho anh em nhé. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn đấy, chỉ có 28 triệu 600 thôi, các bác có cả một combo toàn đồ VIP, đồ cao cấp đấy. Đấy, nguyên con vang này tiền nó bằng con đẩy luôn đó, chất âm cực kỳ mịn hay đó. Và anh em nào mà đã sử dụng những cái dòng vang răng cua S800, S900, S1000 thì các bác đã biết rồi đấy, chất âm 8S850A này nó như chất âm của con S1000 luôn, chất âm rất là hay. Còn không để có chờ lâu nữa nhé, em sẽ test đấy, test một đoạn mic cho anh em cùng nghe nhá. Test là một đoạn mic cho anh em nghe thử nhá. Đấy, cái chất âm của cái dòng mic này, cái bộ combo này nhá. 5 5 6 7 5 5 6 7 1 2 3 4 5 6. Tiếng nó rất là mịn luôn ạ. Đấy, em sẽ hát đoạn karaoke để các bác và anh em cùng trải nghiệm chất âm của cái combo này. Tiếng nó rất là hay. Đó. 5 5 6 7 5 5 4 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
giác mà khi mà các bác cầm mic alo nó rất là nhẹ nhàng, thế nó không hề là phải gồng mình hay nó bị hụt âm đấy, nó rất là hay ở trên combo này đấy. Và anh em quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với Tuyên Vũ để được tư vấn chi tiết hơn. Và xin chào các bác.